Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 2 tháng 9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận báo cáo nhanh vụ việc đuối nước do mưa, lũ xảy ra ở xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Cụ thể, chiều tối 1 tháng 9, do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về chảy qua cống tràn đầu thôn 1, xã Mỹ Thạnh, dòng nước chảy xiết. Khoảng 22 giờ cùng ngày, một người dân đi qua khu vực cống tràn nói trên thì bị trượt ngã xuống sông và bị nước cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an xã Mỹ Thạnh cùng dân quân và nhân viên trạm bảo vệ rừng Đèo Nam đã cố gắng tìm kiếm nạn nhân nhưng do trời tối và dòng nước chảy xiết nên đã không tìm thấy. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hàm Thuận Nam đã phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Mỹ Thạnh hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đến 6 giờ, ngày 2 tháng 9, các lực lượng chức năng tìm thấy người bị nạn đã tử vong vướng vào bụi cây cách điểm nạn nhân trượt té khoảng 500 mét. Nạn nhân được xác định là KT, sinh năm 1979, thường trú ở khu phố 6, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết. Hiện, công an xã Mỹ Thạnh đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng. Các chuyên gia đã khuyến cáo, để đảm bảo an toàn khi có thiên tai, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa, lũ, nắm được các loại lũ có thể xảy ra trong khu vực sinh sống. Người dân lưu ý không đi bộ, bơi hoặc lái xe qua dòng nước đang chảy mạnh.